Xin chào các bạn, video này sẽ hướng dẫn các bạn cách thay dây đeo cho vòng InBody đúng cách. Vòng InBody bao gồm một thân máy có màn hình LCD và dây đeo có thể thay đổi được. Hãy theo dõi cách thay đổi dây đeo này như sau nhé. Giữ chặt thân máy với một tay, tay kia giữ dây đeo giữa ngón cái và ngón trỏ đặt gần thân máy. Giữ chặt cả thân máy và dây đeo, bắt đầu nới lỏng dây đeo từ từ theo hướng từ dưới lên trên bằng cách lắc nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia để dây đeo trượt ra khỏi vị trí khóa. Để thay dây đeo, căn chỉnh cho khớp phần thân của vòng InBody với dây đeo mới của bạn, sau đó ấn dây đeo vào vị trí khóa. Vậy là xong, bây giờ bạn đã có vòng InBody hoàn toàn mới rồi.